À, khi mình ăn á, thì mình sẽ ăn kèm với lại chén nước mắm, tỏi, ớt và chua chua nữa nha, chua ngọt nữa. Cái món này á, mình làm rất là nhanh luôn đó các bạn. Từ lúc mà mình làm thịt, làm tôm rồi mình làm bột là khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là mình đã có cái món ăn này rồi nha. Nguyên liệu để mình làm bánh bột lọc thì ở đây là mình có 250 g bột lọc này các bạn. Bột lọc thì người ta cũng gọi là bột năng nữa nha. Rồi khi mà mình làm thì mình có sử dụng một ít muối để mình trộn vô với bột nè. Còn về phần nhân thì chỗ này mình có 200 g. Cái này thịt ba chỉ hoặc là thịt mông cũng được nha. Thì chỗ này là 200 g mình đã cắt mỏng ra. Và đây là tôm tươi. Tôm thì mình mua tôm lớn á, rồi mình lột vỏ, mình lấy cái đường chỉ đen và mình cắt nhỏ nhỏ ra. Để mỗi một cái là mình cho một miếng ha. Rồi mình có đây là hành lá mình cắt nhỏ nè. Rồi cái đầu hành trắng mình băm nhỏ. Rồi cái phần bột nêm này để mình cho vô mình xào với nhân này, tiêu. Và khi mà mình làm nhân thì mình cũng có một ít dầu màu điều nữa nha. Đây là dầu màu điều của nhà mình Thắng đó. Mình bật bếp lên, mình bắc lên đây một cái chảo sạch nha. Rồi mình sẽ cho cái phần dầu màu điều vô nè các bạn. Nay mình sử dụng cái dầu màu điều thì mình không sử dụng dầu kia ha, vì mình còn ít mình cho vô hết luôn. Rồi khi mình đã thấy nó tăm tăm sôi rồi thì mình cho cái đầu hành trắng vô mình phi cho nó thơm ha. Mình cho cái chỗ thịt này vô mình xào trước nha. Khi mình xào với dầu màu điều thì nó có cái màu rất là đẹp luôn nè các bạn. Rồi mình cho cái chỗ bột nêm này và tiêu vô luôn. Mình đảo mình xào. Thịt mình xào nó đã tái tái, nó gần chín rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm này vô để mình xào chung luôn nha. Mình cũng không cần phải xào riêng đâu. Tôm và thịt nó đã chín rồi nè các bạn. Như vậy là được rồi ha. Mình tắt bếp. Mình bật bếp lên nè. Mình bắc lên trên bếp một cái nồi nhỏ nhỏ. Mình cho vô cái lượng dầu ăn nó cũng khá khá ha. Rồi mình sẽ để chờ cho dầu ăn nó sôi lên nha. Rồi bây giờ mình thử đũa vô thì mình thấy nó đã sôi lên rồi nè các bạn. Thì mình tắt bếp đi nha. Và mình sẽ chế cái phần dầu ăn này vô cái chén hành. Chén hành lá để cho nó chín hành lá mà nó vẫn còn cái màu xanh đẹp đó các bạn. Mình chế vô hết luôn ha. Mình cho cái phần muối vô với cái chỗ bột ha. Và mình đảo sơ sơ đi. Và các bạn ơi, ở chỗ này là 400 ml nước lọc nha. Thì mình sẽ cho vô đây khoảng 200 ml nước nguội ha. Khoảng cỡ 200 á các bạn. Rồi mình để qua bên nha. Mình dùng cái phới lồng nè. Để mình quậy cho cái bột này nó tan chảy ở trong cái nước nha. Còn 200 ml nước ở cái chỗ cái ca còn lại nha các bạn. Thì mình sẽ cho vô một cái nồi. Cái nồi này khi nãy là cái nồi mà mình nấu dầu ăn đó các bạn. Rồi giờ mình bật bếp lên để mình nấu cho nó sôi lên nha. Khi nước nó đã sôi lên rồi thì mình tắt bếp nha. Và mình chế cái phần nước sôi vô trong cái tô bột khi nãy nè các bạn. Mình chế ít 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 một trước nha. Khi mình chế thì mình cứ dùng cái phới lồng để mình quậy cái phần bột khi nãy lên nhé. Như vậy là tổng cộng vừa nước lạnh và nước đun sôi là 400 ml ha. Coi như 250 g bột với 400 ml nước. Rồi khi mà mình đã quậy đều rồi thì mình sẽ cho một ít cái dầu ăn mà khi nãy mình chế vô trong hành này các bạn. Thì cái dầu ăn này mình chế vậy thì nó cũng thơm ha. Mình múc ra một ít.
rồi mình sẽ quậy cho nó đều ha. Ở trên bếp đây mình đã bắt sẵn một cái sừng nước và trong đó mình có xếp một số chén vô rồi nè các bạn. Bây giờ trước khi mà mình hấp á, thì mình tắt bếp đi để cho nó khỏi có nóng tay ha. Rồi mình gắp thịt và tôm vô từng cái chén một nha. Cứ mỗi cái chén là mình để một miếng thịt và một miếng tôm ha. Rồi sau khi mà mình đã cho cái phần tôm vô mỗi chén rồi thì giờ mà là mình sẽ chế bột vô nè. Mình cho bột nó vô một cái ca. Và trước khi mà mình cho chế thì mình có quậy lên nha. Rồi mình sẽ chế mỗi cái phần bột nó vô để cho nó phủ cái tôm và thịt đó các bạn. Tất cả những cái chén mình đã chế xong bột rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình lại đậy nắp vô nha. Và mình bật bếp lên. Mình hấp khoảng cỡ 12 phút thì bánh chín nha. Cái sừng bánh một lòng từ nãy giờ mình hấp đã được hơn 12 phút rồi nè các bạn. Giờ mình mở nắp ra xem nha. Wow. Cái màu bột nó trong mà những cái miếng thịt và tôm nó nổi lên rất là đẹp luôn ha. Nó đã chín rồi thì mình tắt bếp nha. Mình đã gắp những cái chén bánh ra ngoài dĩa rồi nè các bạn. Bây giờ mình có trang trí thêm mỗi một chén là một ít cái dầu hành màu xanh này nè các bạn. Để cho cái hình dáng nó cũng đẹp ha. Và khi mình ăn á, thì mình sẽ ăn kèm với lại chén nước mắm, tỏi, ớt và chua chua nữa nha, chua ngọt nữa. Cái món này á, mình làm rất là nhanh luôn đó các bạn. Từ lúc mà mình làm thịt, làm tôm rồi mình làm bột là khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là mình đã có cái món ăn này rồi nha. Một món ăn cấp tốc, ngon miệng, dễ làm. Mến chào các bạn nha.